bạn đang nghe truyện Võng Du Chi Mệnh Luân Chi Chủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1387, dở trò lừa bịp và thực lực chân thực. Giang Khải. Đường Thái Ngưng đi đến trước mặt Giang Khải, "Không phải ngươi nói ngươi không tham gia bán thần chi chiến sao? Tại sao lại tới?" Giang Khải gãi đầu, "Kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi." Long Tinh nhìn chằm chằm Giang Khải, thực lực của người này rõ như ban ngày hắn ta từng nhiều lần nghĩ nếu mình đối đầu với giang khải thì sẽ có kết quả gì có vẻ như cuối cùng cơ hội đã đến giang khải nhìn ba người một chút nói chúng ta đừng ra tay các ngươi trực tiếp thả ta thông qua đi đường thái ngân suy nghĩ nói trước đó chúng ta từng giao chiến trong thời gian ngắn ta không có đột phá quá lớn ta có thể thả ngươi qua hai người bọn họ thì ngươi phải hỏi bọn họ giang khải trợn mắt nhìn viên trụ ngươi thả hay không thả hay muốn ra tay với ta, viên trụ đột nhiên kiên cường hơn, khải, hắc hắc, ta muốn đánh với ngươi một trận. Hắc, ngươi vẫn muốn ra tay với ta, ra tay cái gì, hai ta có quan hệ thế nào, là luận bàn. Viên trụ sửa lại, dù sao ngươi cũng không vội, luận bàn chút đi, Giang Khải không nhịn được liếc nhìn viên trụ, con hàng này rất gian trá. Chút nữa ngươi đừng khóc, ta khóc. Ha ha. Viên trụ đầy tự tin, ngươi còn chưa biết hiện tại ta đáng sợ đến mức nào đi xem ra trụ tử đã quyết tâm muốn đánh một trận với mình lại nói hai huynh đệ bọn họ thật sự chưa từng giao chiến coi như giải trí đi sau cùng giang khải nhìn về phía long tinh ngươi thì sao thắng ta ta thả cho ngươi qua long tinh từ tốn nói giang khải và long tinh chưa gặp nhau nhiều cũng không có giao tình gì đối phương không cho cũng hợp tình hợp lý được vậy bắt đầu từ hạng ba kém nhất đi Giang Khải cố ý nhấn mạnh thứ hạng của viên trụ. Đường Thái Ngưng và Long Tinh đều lùi lại, viên trụ thì hùng hổ nói, còn cười ta, ngươi còn không có thứ hạng. Hoa thần hơi hăng hái nhìn bên này, Giang Khải và viên trụ là bạn thân, hai người đều đi ra từ khu ổ chuột, ai có thể ngờ bây giờ một người là hạng ba, chiến thần bản, hoa hạ, một người là chiến thần hoa hạ bất tử Giang Khải, trận luận võ của hai người này thật hiếm có. Lạc Văn gật đầu, thực lực của Giang Khải rõ như ban ngày, nhưng nói đi cũng phải nói lại viên trụ này thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhất là trong khoảng thời gian này ta từng xem hắn luận võ mấy lần, tiến bộ rất nhanh, thậm chí ta nghi ngờ hắn có thể là người thức tỉnh. Hiện tại ta rất muốn kéo hắn vào tổ bạch hổ của chúng ta. Hoa thần từ chối cho ý kiến, chấp hai tay sau lưng, nói, hiện tại còn chưa quyết định việc sắp xếp cho viên trụ, tóm lại xem so tài trước đi giữa sân giang khải và viên trụ đứng đối mặt nhau viên trụ rút kiếm bản rộng của hắn ta ra ánh mắt trở nên kiên định khải cẩn thận sau lưng ngươi có rắn giang khải đột nhiên hô lên hừ ngươi tưởng ta là hài tử sao viên trụ hừ lạnh một tiếng trước kia dùng chiêu này thì thôi đi bây giờ ta đã trải qua vô số lần rèn luyện can đảm xưa đâu bằng nay tiểu tử ngươi tốt nhất nghiêm túc cho ta xem kiếm huyền vũ kiếm khí Nói xong, viên trụ đột nhiên vung cự kiếm, cự kiếm dày nặng phối hợp với thân thể to con của viên trụ, cảm giác cực kỳ áp lực, nhưng đúng lúc này Giang Khải đột nhiên lao đến trước mặt viên trụ, vung tay lên, lòng bàn tay của hắn trực tiếp vỡ ra, rất nhiều dây leo chui ra từ bên trong như một con cự mãn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đây, đây là thứ gì? Kỹ năng nguyên tố một sao? Không đúng, những dây leo kia là mọc ra từ trong cơ thể hắn, viên trụ trận to mắt, nhìn rất nhiều dây leo màu đỏ tươi bắt về phía mình. "Ta không phải Giang Khải, ta là quái vật." Giang Khải lạnh lùng nói, "Ta chết rất thê thảm, những thứ này móc rỗng nội tạng của ta, chúng ta trói người lại, nhét vào trong cơ thể của ta để ta chậm rãi tiêu hóa, ngươi có từng thấy ai chết thảm giống ta không?" Soạt một cái, trên đỉnh đầu rất nhiều dây leo đột nhiên mở ra mấy chục con mắt, những con mắt này không có mí mắt, vàng vện tia máu nhìn chầm chầm vào viên trụ. Cả người viên trụ thấy rất khó chịu. Đủ loại hiện tượng rất kỳ lạ, nếu gặp được quái vật này ở giả ngoại, lấy tố chất tâm lý hiện tại của viên trụ có lẽ đã không còn e ngại, nhưng vấn đề là người đang đứng ở trước mặt hắn ta là Giang Khải, một huynh đệ cùng lớn lên từ nhỏ, hơn nữa trước đó Giang Khải còn chưa từng thể hiện ra loại năng lực này, loại cảm giác quen thuộc cùng với cảm giác sợ hãi này lập tức khiến viên trụ chịu đã kích, ngay lúc viên trụ ngẩn người, một thanh kiếm sắc bén đã nằm ngang trước cổ họng Viên Trụ. Viên Trụ trợn to mắt nhìn về phía Giang Khải bên cạnh, con hàng này thản nhiên thu lại những dây leo kia, sau đó thu hồi trảm yêu kiếm, thu chưa. Từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng thắng ta, đánh với ta, ta còn không bắt được ngươi sao? Khải ca vẫn là Khải ca, mặc kệ ngươi trở nên lợi hại đến mức nào. Viên Trụ trợn mắt tròn xoe, ngươi dở trò lừa bịp, nói nhảm, ta là một dân cờ bạc giở trò lừa bịp không phải chuyện rất bình thường. Giang Khải nói rất đương nhiên. Ngươi, ta không phục. Viên trụ nổi giận, hắn ta còn chưa kịp thi triển một thân bản lĩnh, không phục cũng nhịn. Giang Khải nói, có chơi có chịu. Trên chiến trường ngươi bị người ta đặt kiếm trước cổ, ngươi thử không phục xem nào. bị Giang Khải trách mắng một trận, Viên trụ cũng không thể nói gì hơn, thở phì phò lùi đến bên cạnh Đường Thái Ngưng. tên này. Từ nhỏ đã thích dọa ta sợ. Viên trụ uất tức nói, ta không ngờ hắn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, nếu có đề phòng thì hắn chưa chắc thắng ta. Đường Thái Ngưng không ngừng cười trộm, nhưng chẳng mấy chốc đã thu lại nụ cười nhìn về phía hai người trong sân. Giang Khải và Long Tinh, nếu vừa rồi hắn dở trò lừa bịp thủ thắng ngươi, vậy hiện tại hắn nhất định phải lấy ra thực lực thật sự. Đường Thái Ngân khẽ khàng nói. Giang Khải đi đến trước mặt Long Tinh, ông quyền nói với hắn ta long huynh đắc tội long tinh đáp lễ mời đôi bên lùi lại mấy bước giang khải còn chưa chuẩn bị ra tay long tinh đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông tay trái nắm chặt lưỡi kiếm mặc cho lưỡi kiếm cắt ra một vết thương thật dài trong lòng bàn tay của hắn ta giang khải thấy cảnh này cũng không vội ra tay từ trong lời nói của đường thái ngân biết được long tinh cũng là một người chờ thức tỉnh hành động hiện tại của Long Tinh chắc đang cố gắng kích hoạt thiên phú thức tỉnh của hắn ta. Nói thật, thật ra Giang Khải rất hy vọng thấy rốt cuộc thiên phú thức tỉnh của Long Tinh là cái gì. Theo máu tươi của Long Tinh dọc theo vết thương trên bàn tay trái nhỏ xuống từng giọt, đám người đường Thái Ngưng cũng căng thẳng chú ý chiến trường. Lần này Long Tinh có thể phát động thiên phú thức tỉnh hay không? Lạc Văn Cao Mày hỏi. Hoa Thiên Thần lắc đầu, vì từ lời nói của Long Tinh, hiện tại xác suất thành công phát động thiên phú thức tỉnh của hắn đã cao hơn trước kia rất nhiều nhưng dù sao chưa hoàn toàn thức tỉnh cuối cùng không cách nào làm đến trăm phần trăm thành công nếu là thành công hắn và giang khải ai thắng ai thua thật sự không nói chắc vừa nói xong đột nhiên mọi người thấy trong vết máu trượt xuống từ trong lòng bàn tay long tinh xuất hiện một dọc máu màu vàng ống sau khi dọc máu màu vàng ống này xuất hiện long tinh cũng ngẩng đầu ánh mắt của hắn ta cũng biến thành một đôi mắt vàng giang khải đến bây giờ ngươi cũng chưa ra tay xem ra ngươi cũng hy vọng thấy thực lực thật sự của ta cũng may không để ngươi chờ phí công ngay sau đó nụ cười trên mặt long tinh biến mất lập tức dùng tay trái đánh xuống mặt đất quanh một tiếng sau lưng long tinh xuất hiện một hình người màu vàng to lớn lúc đường thái ngưng phát động thiên phú thức tỉnh sau lưng sẽ xuất hiện hư ảnh phượng hoàng năng lực của nàng cũng có liên quan với thần thú phượng hoàng năng lực thức tỉnh của long tinh lại có liên quan với một vị cổ thần nào đó hư ảnh hình người kia lóe lên rồi biến mất, nhưng lúc này trạng thái của Long Tinh đã hoàn toàn khác với trước đó. Lúc này cả người Long Tinh tản ra ánh sáng vàng, như thần đế giáng lâm, rất có khí chất vương giả. Cửu Long đoạt châu. Trong nháy mắt, Long Tinh lấy một hóa chính, đồng thời đánh về phía Giang Khải. Chính tia ánh sáng vàng từ bốn phương tám hướng hợp thành một, tốc độ cực nhanh, trong thế công mang theo chân khí thuần hậu, quanh, giữa sân liên tục phát ra tiếng động, Cả người Giang Khải bộc phát ra ngọn lửa màu u lam, sau khi mở ra chiến bát hoang vô cực thủ hộ đột nhiên vung ra vài kiếm. Kiếm khí của đôi bên va chạm, bộc phát ra mấy tiếng vang. Giang Khải cũng hơi bất ngờ, cường độ công kích của Long Tinh khá kinh người, một kiếm chia thành chín kiếm, vẫn còn uy lực không tầm thường như thế. Trong nháy mắt, Long Tinh lại phát động tiến công. Cụ Phong. Bàn Long chi kiếm Bàn Long chi kiếm của Long Tinh và công kích nguyên tố gió hợp hai làm một, gió trợ thế kiếm, một kiếm đánh tới. Giang Khải cũng không cam chịu yếu thế, địa diễm. Kiếm động cửu thiên, Long Tinh hóa thành một tia sáng vàng, một kiếm chém về phía Giang Khải, Giang Khải lấy Trảm yêu kiếm đón đỡ, mặt của hai người cách nhau chưa đến nửa mét, ánh mắt đều rất kiên nghị, cụ phong thổi địa diễm đến không ngừng lắc lư, bàn long chi kiếm ẩn chứa uy lực kinh khủng trực tiếp ép lôi đài nham thạch dưới chân giang khải lõm ra một cái hố thật sâu đường thái ngưng không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người trận giao thủ của hai người có lợi ích với nàng lấy biểu hiện này của long tinh nửa năm qua long tinh đã tiến bộ rất nhanh so sánh thực lực của giang khải với lúc giao thủ với mình cũng không tăng lên quá lớn lấy tình hình hiện tại long tinh đã kiềm chế giang khải xem ra giang khải không dùng ra cô chú nhất trịch rất có thể sẽ thua thật nếu dùng ra cô chú nhất trịch thì còn có hy vọng, nhưng Long Tinh sẽ không cho Giang Khải cơ hội này. Đường Thái Ngân lắc đầu nói. Hai người giữa sân dằn con một lát, đột nhiên đường Thái Ngân thay Giang Khải khẽ nhếch môi như nói cái gì đó, hai chiêu cực mạnh va chạm, vào khoảnh khắc lực lượng bộc phát này trên lôi đài nổi lên cơn gió mạnh, ánh lửa bắn ra, lôi đài dựng tạm thời trực tiếp đổ sụp, hoa thiên thần hơi hít mắt lại, hình như đã phân ra thắng bại, không biết hai người này thắng bại như thế nào. Đường Thái Ngưng còn chưa lấy lại tinh thần. Viên trụ vội vàng lao đến lôi đài đổ sụp, Giang Khải. Người đâu, đúng vào lúc này, hai bóng dáng đồng thời đứng lên từ trong đống đổ nát. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người. Giang Khải vẫn luôn ở thế yếu, sau khi đứng lên, phủi bụi bặm trên người, quay đầu nhìn về phía Long Tinh. Giang Khải không có việc gì. Rõ ràng vừa rồi hắn bị Long Tinh kiềm chế. Rất nhiều người khó hiểu nói Chẳng lẽ Long Tinh đã nương tay, xem trạng thái của Long Tinh, trạng thái của Long Tinh kém hơn Giang Khải một chút, khóe miệng có vết máu, tuy không nhiều nhưng sắc mặt rất tệ. Sau khi hắn ta đứng dậy lại nhìn chầm chầm Giang Khải, trong mắt mơ hồ có vẻ không tin nổi. Vừa nãy hai người đối đầu, ngày từ đầu mình tuyệt đối áp chế Giang Khải, nhưng ngay trong nháy mắt đôi bên bộc phát lực lượng, kiếm động cửu thiên của Giang Khải lại bạo phát ra lực lượng kinh người, loại lực lượng kìa là thứ mà hắn ta không có cách nào tiếp nhận điều quỷ dị hơn là trong nháy mắt kiếm động cửu thiên của giang khải đè tới thấy trạm yêu kiếm đã sắp cắt qua cổ của mình công kích của giang khải đột nhiên yếu xuống chỉ vừa hay triệt tiêu năng lượng do bàn long chi kiếm của mình thả ra vào khoảnh khắc cuối cùng giang khải đổi thành cổng trạm yêu kiếm lên vai đánh bay mình có lẽ rất nhiều người đều không tận mắt thấy tình cảnh này khi đó là lúc bàn long chi kiếm và kiếm khí kiếm động cửu thiên bộc phát, tạo thành dao động năng lượng quá lớn. Nhưng là người trong cuộc, Long Tinh lại bị tình cảnh này dọa sợ. Giang Khải này, trong trận chiến trước đó hắn tích lũy năng lượng của mình, cho đến một khắc cuối cùng mới bộc phát, sự khống chế của hắn với năng lượng đã thu phóng tự nhiên, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng như thế, hiển nhiên hắn chưa dốc hết sức, vậy thực lực chân chính của hắn rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi, ngay từ đầu Long Tinh không xác định liệu mình có thể chiến thắng Giang Khải không, nhưng hắn ta rất chắc chắn chỉ cần mình mở ra thiên phú thức tỉnh, thực lực của hai người. Chắc là ngang nhau. Nhưng hiện thực còn lâu mới là như thế, Giang Khải đang ẩn giấu thực lực, thực lực chân thật của hắn sâu không lường được, hắn ta đột nhiên nhớ đến, lúc hai người dằn co Giang Khải có khẽ lẩm bẩm một câu. Lần bán thần chi chiến này, ta chắc chắn phải đi. Long Huynh, đắc tội, lúc này, Giang Khải chạy tới trước mặt Long Tinh, ông quyền nói với hắn ta, đa tạ Long Huynh thành toàn. Long Tinh lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Khải lại hơi do dự, dựa vào động tác không lưng nhặt kiếm, khẽ hỏi, siêu phàm bác giai, Giang Khải đã che giấu thực lực, nói rõ hắn có một vài mục đích, lần này Long Tinh đang bí mật xác nhận. Chờ Long Tinh nhặt kiếm lên, thấy sắc mặt Giang Khải bình thường nhìn mình. Hắn không phủ nhận chính là chấp nhận. Đường Thái Ngưng nói, Thực lực siêu phàm thất giải của Giang Khải mạnh hơn sau khi mình thức tỉnh, sau khi Long Tinh thức tỉnh lại mạnh hơn Đường Thái Ngưng, giữa hắn ta và Giang Khải đúng là tám lạng nửa cân. Nhưng nếu Giang Khải đột phá, kết quả kia chắc chắn khác biệt. Điều khiến Long Tinh không ngờ là Giang Khải lại không giấu giếm mình. "Trận chiến ở Giang Trung Thành, ngươi không hận ta?" Long Tinh đột nhiên hỏi. Trong trận chiến thủ vệ Giang Trung Thành trước đó, Tổ tứ thần thú giúp đã Giang Khải đánh giết liêm hổ, lúc ấy Giang Khải đang ở cảnh nguy hiểm, mình là người phụ trách tổ tứ thần thú vì bảo đảm sự an toàn của nhân viên tổ tứ thần thú đã từng hạ lệnh rút lui. Giang Khải mỉm cười, có gì phải hận, ngươi chỉ đưa ra quyết định mà ngươi nên làm. Long Tinh hơi hứng thú nhìn Giang Khải, trước đó ta còn cảm thấy kỳ quái, người cao ngạo như Đường Thái Ngưng sao lại dần trở thành bằng hữu của ngươi, hiện tại hình như đã hiểu một chút. Giang Khải đã đột phá siêu phàm bát giai vậy long tinh cũng là thua tâm phục khẩu phục nghĩ tới đây long tinh cũng bình tĩnh hắn ta lắc đầu khẽ than thở một tiếng mỉm cười tự dẻo nói nhắc đến cũng buồn cười ta là chiến thần đứng đầu lúc này lại cảm thấy thua trong tay ngươi cũng không tính là quá mất mặt chờ sau khi ta thức tỉnh hy vọng có cơ hội đánh một trận với ngươi long tinh ngẩng đầu nhìn về phía giang khải đầu tiên giang khải hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bị long tinh lây nhiễm cười nói Tuy nói lôi đài đã bị hủy, nhưng Long Tinh cũng đã thừa nhận chiến bại. Vậy sự thật Giang Khải thông qua phần kiểm tra của ba chiến thần hàng đầu cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Sau đó, hắn có thể tiến về chiến thần điện báo danh. Nhìn đến đây, Hoa Thiên Thần không khỏi lắc đầu. Ai, có đôi khi ta thật sự nghi ngờ tiểu tử Giang Khải này cũng là người thức tỉnh. Nếu không sao lại mạnh như vậy. Dưới người thức tỉnh, vô địch, Lạc Văn cười nói, Hoa Thần, nếu không chúng ta lùi lại nhiệm vụ đi, ta muốn đi xem Giang Khải tham gia trận chiến danh ngạch với người thức tỉnh. Hoa thần lườm lạc văn một cái, nghĩ gì thế? Trận chiến giữa người thức tỉnh được giữ bí mật cả quá trình. Nghe nói chỉ có đôi bên đối chiến mới biết kết quả. Muốn xem trận chiến của người thức tỉnh chỉ có cơ hội bán thần chi chiến. Lạc văn lắc đầu, ủ trụ cúi đầu. Ta muốn xem trận chiến của Giang Khải và những người thức tỉnh đó. Ta cũng không phải người thức tỉnh cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó thì gian khải đang đại diện cho loại người bình thường như ta lúc bán thần chi chiến gian khải đã bị đào thải còn có gì đáng xem vậy không có gian khải đến lúc đó ngươi không xem xem đương nhiên xem bán thần chi chiến đều là loại nửa người nửa thần người địa cầu đều xem ta có thể không xem sao được ngươi đừng tìm kiếm nghĩ cách đi xem gian khải tranh đoạt danh ngạch nữa ta cũng muốn xem nhưng thật sự không xem được đi nhanh lên Lão điền còn đang chờ chúng ta. Viên trụ chạy đến bên cạnh Giang Khải, "Ai, ta cũng muốn đánh một trận với ngươi." "Trận này ngươi dở trò lừa bịp, thắng mà không võ." Giang Khải mỉm cười, "Ngươi còn chưa xong, sau này hãy nói. Khi nào ngươi đến chiến thần điện báo danh?" Đường Thái Ngưng hỏi. "Chờ chút sẽ đi." Giang Khải nói. "Đi, ta dẫn ngươi đi." Viên trụ xung phong nhận việc, dẫn Giang Khải đi đến Giang Trung Thành đường thái ngưng nhìn bóng lưng một cao một thấp một cao lớn một gầy của viên trụ và giang khải đi xa quay đầu nhìn về phía long tinh lúc tỉ võ giang khải đã nói gì với ngươi vì sao ta thấy bàn long chi kiếm của ngươi đã chiếm ưu thế lại đột nhiên thua trận ánh mắt long tinh cũng nhìn theo hai bóng lưng kia một lúc lâu sau hắn ta thở dài một hơi lần bán thần chi chiến này e rằng trong đó có chút vấn đề chúng ta cần điều tra một chút sao ngươi biết Giang Khải nói hắn nhất định phải tham gia bán thần chi chiến, hắn cố chấp như thế, chắc chắn có điều bí ẩn. Đường Thái Ngưng cũng như nhớ ra điều gì đó. Ngay từ đầu Giang Khải rõ ràng nói với mình sẽ không tham gia bán thần chi chiến, ngay cả khiêu chiến cũng không đến khiêu chiến, kết quả lại lật lọng, đúng là đáng nghi. Nhưng bán thần chi chiến cũng không phải muốn tham gia là có thể tham gia, hắn chỉ thắng ngươi, muốn lấy được danh ngạch cũng là hy vọng xa vời. Long Tinh lắc đầu, chắc hắn có thể thông qua. a, à, người nói hắn có thể giành được ba danh ngạch kia. Đường Thái Ngân trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ừ, Long Tinh gật đầu chắc chắn, đi thôi, chữa trị lôi đài trước, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành đâu, chẳng may còn có người khiêu chiến, lôi đài cũng bị mất còn đánh thế nào. Trên mặt biển sóng lớn dữ dội, sóng biến bị gió mạnh khoái đảo nóng nảy rung động một chiếc tàu du lịch di chuyển giữa sóng lớn lại vững vàng ngoài dự đoán vệ tâm đi vào phòng thuyền trưởng nói với một tên nam tử viễn hương đi xem tên kia chút đi hiện tại trạng thái càng ngày càng không ổn định lưu viễn hương gật đầu giao bánh lái cho những người khác xoay người đi về phía buồng nhỏ trên tàu vừa đi đến trước căn buồng nhỏ trên tàu đã nghe thấy từng tiếng kêu trên thê lương truyền ra cùng với mùi máu tanh nồng nặc đậm vào mặt Lưu Viễn Hương nhìn máu chảy ra từ trong khe cửa hơi nhíu mày, dùng khăn tay che miệng mũi đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, ngay cả Lưu Viễn Hương cũng suýt không nhịn được, dạ dày nhộn nhạo. Trong phòng toàn là dấu máu chói mắt, vết cào trên vách tường nhìn mà giật mình, gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh dãy dụa của những người bị hại trước khi chết. Từng sợi xiên xích kim loại dù xuống từ nóc phòng đã sớm bị vết máu nhuộm đỏ, bên trên còn dính đầy chất nhờn máu thịt be bét. Lúc này, một nam nhân đang quay lưng về phía cửa phòng, ngồi sổng trên mặt đất không biết đang bận rộn cái gì. Một nữ nhân đang nằm ở trước mặt hắn ta, bụng của nữ nhân kia đã bị thân thể nam tử che khuất, đầu quay ra ngoài cửa phòng, trong mắt đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Cũng may lúc này nàng đã tắt thở, ít nhất đau khổ đã kết thúc. Ngươi đến làm gì? Nam nhân ngồi sổng trên mặt đất kia qua loa nói một câu, lại tiếp tục bận rộn công việc. Lưu Viễn Hương cố nén cảm giác buồn nôn, nói, Giang vô địch, ngươi còn giết tiếp, số thuyền viên của chúng ta sẽ không đủ, đôi tay nam nhân đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi đứng lên, xoay người. Lúc này, có thể thấy cả người Giang vô địch đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn ta ưu nhã lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo, vừa lau máu trên tay vừa đi tới. Sao nào, không cho ta giết thuyền viên, chẳng lẽ muốn ta giết hai người các ngươi, vệ tâm thấy Giang vô địch vô lễ như thế, tiến lên nửa bước che giữa hắn ta và Lưu Viễn Hương, Giang vô địch, ngươi đừng quên thực lực hiện tại của ngươi là ai cho ngươi, ai cho ta. Giang vô địch nhíu mày nhìn về phía vệ tâm, khóe miệng hơi nhếch lên, bật cười, ha ha ha, ha 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 ha, tất cả mọi người không còn là tiểu hài tử, Lưu Viễn Hương sẽ tốt bụng vô duyên vô cớ giúp ta gấp thu 20 viên thú nguyên chi thạch như vậy sao, các ngươi chỉ đang lợi dụng ta, giúp các ngươi nịnh nọt chủ tử của các ngươi mà thôi, lần này ta đã nhượng bộ, tạm thời bỏ qua cơ hội giết Giang Khải, đánh bán thần chi chiến này giúp các ngươi, người nên biết ơn là các ngươi, Lưu Viễn Hương lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta lợi dụng ngươi đối phó liên minh quỷ tinh, nhưng ngươi cũng thật sự lấy được chỗ tốt từ trong chuyện này, lại nói, lúc trước chúng ta bàn bạc việc này với đại quản gia, đại quản gia đã chính miệng đảm bảo sẽ nghĩ cách để Giang Khải tham gia bán thần chi chiến. Đến lúc đó ngươi vẫn có thể đánh bại hắn ở trên lôi đài, bán thần chi chiến được tổ chức ở âm quốc, quân đội hoa hạ không thể duỗi tay dài như vậy, chỉ cần ngươi đánh Giang Khải bị thương nặng, hắn sẽ chạy không thoát. Đến lúc đó một khi hắn biến mất, ngươi muốn trở thành Giang Khải cũng được, không muốn trở thành Giang Khải cũng tốt, ngươi cứ tự nhiên, một công nhiều việc sao lại không làm, Giang vô địch hừ lạnh một tiếng, nếu không phải chuyện này thật sự có lợi, sao hắn ta lại nghe theo sự sắp xếp của Lưu Viễn Hương, đại diện y quốc tham gia bán thần chi chiến chứ. Chỉ là, hắn ta có rất nhiều chỗ không hài lòng, chuyện này có ích lợi cho Lưu Viễn Hương và cùng nhiệt giả. Là thần thị giả, cùng nhiệt giả, Lưu Viễn Hương cũng được, đại quản gia cũng tốt, nhiệm vụ lớn nhất của bọn họ là ngăn cản nhân tộc Phục Hưng, nếu có thể khống chế toàn cầu vậy đơn giản có thể hoàn toàn tuyên án nhân tộc diệt vong. Hắn ta thì sao, ngoại trừ thay Giang Khải, So sánh với kế hoạch ban đầu cũng không nhận được càng nhiều lợi ích hơn. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn ta cũng có thể giải quyết Giang Khải. Kết quả bây giờ lại phải chờ thêm 4 tháng, ta biết, ngươi cảm thấy ngươi không nhận được càng nhiều chỗ tốt. Lưu Viễn Hương như đã hiểu rõ suy nghĩ của Giang Vô Địch, nói, "Tầm mắt đừng nông cạn như vậy, ngươi phải biết khi chủ nhân của ta quay lại, ngươi chắc chắn là một công thần lớn." Lấy năng lực của chủ nhân ta, Ngươi muốn gì cũng không phải vấn đề, Giang vô địch hừ lạnh một tiếng, bớt vẽ bánh nướng cho ta đi, ta không cần dựa vào bất kỳ kẻ nào, ta chỉ tin tưởng chính ta, các ngươi nói Giang Khải sẽ tham gia bán thần chi chiến, lấy thực lực của hắn thì tham gia thế nào, về điểm này thì ngươi không cần lo lắng, ta nói hắn có thể tham gia, hắn chắc chắn có thể tham gia. Ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, giúp y quốc lấy được quyền lãnh đạo toàn cầu đó, nếu Giang Khải xuất hiện thì ta cũng sẽ nghĩ cách để các ngươi gặp nhau nhớ kỹ thân phận hiện tại của ngươi là công dân y quốc không phải ngươi vẫn muốn làm một con người thực sự sao hiện tại ngươi đã là vậy giang tiên sinh có rảnh thì bớt làm những việc ghê tởm như vậy luyện tiếng anh chút đi giang khải đã đến chiến thần điện báo danh chỉ còn chờ bên kia sắp xếp hắn và người thức tỉnh giao thủ nhưng điều kỳ quái là chỉ còn hai tháng nữa sẽ đến bán thần chi chiến nhưng giang khải vẫn không nhận được thông báo tham gia cạnh tranh danh ngạch giang khải lợi dụng khoảng thời gian này tiếp tục vượt tử vong chi tháp tử vong chi tháp là kiểm tra lực lượng linh hồn vì giang khải đến vạn quốc chi hải nên cường độ lực lượng linh hồn được tăng lên trên diện rộng cũng có năng lực liên tục vượt tháp chỉ vì ẩn giấu thực lực giang khải chỉ tượng trưng vượt ba tầng cũng không tiếp tục vượt tháp nửa tháng sau đám người hoa thần và lạc văn vừa hay quay về giang trung thành đến thẳng văn phòng của đổng hồng sao nào đã điều tra rõ ràng tình hình chưa đổng soái thấy hai người đi vào trực tiếp hỏi hoa thiên thần đưa tay đóng cửa lại cùng lạc văn đi đến trước bàn làm việc của đổng soái đổng soái xác định một người thức tỉnh ở bên quỷ dị giả một người tạm thời không thể xác định thân phận nhưng thực lực có thể phán định cũng là người thức tỉnh đổng soái cao mày bọn họ đang dự định nhân lúc chúng ta phái người thức tỉnh ra để gây chuyện quỷ tinh chiến trường thú thần những ngày qua đều xuất hiện tung tích của người thức tỉnh Xem ra chuyện này không đơn giản, Đổng Soái thở dài một hơi, chuyện này hơi kỳ quặc nhưng chúng ta chỉ có thể tin là có. Có khả năng thế lực đối địch sẽ nhân lúc bán thần chi chiến để phát động công kích. Nhưng lại không thể không tham gia bán thần chi chiến, các ngươi cũng biết, nếu quyền lãnh đạo toàn cầu rơi vào trong tay một vài quốc gia, vậy đây là một chuyện không dám tưởng tượng. Các ngươi cũng biết trong cuồng nhiệt giả, thần thị giả quỷ dị giả có một vài người đã thâm nhập vào cấp lãnh đạo của một vài quốc gia. Đổng Soái lại thở dài một hơi, hiện tại áp lực của hắn ta rất lớn, số lượng người thức tỉnh vốn thưa thớt, đột nhiên phái ra ba người, một khi thế lực đối địch phát động công kích thì hậu quả rất khó đoán trước. Lạc Văn nói, vậy hai bên này nên lấy hay bỏ, Hoa Thiên Thần nói, Đổng Soái. Bên Bạch Soái có ý gì? Đổng Soái nói, lão Bạch có ý phái ra hai người thức tỉnh, lại thêm Giang Khải, các ngươi cũng biết việc của giang khải tiểu tử kia đã báo danh hoa thiên thần và lạc văn tận mắt thấy giang khải đi khiêu chiến tất nhiên cũng biết chuyện này hai người đều gật đầu đổng soái tiếp tục nói chế độ thi đấu của bán thần chi chiến khá đặc thù một số quốc gia nhỏ có số lượng người thức tỉnh vô cùng ít ỏi lại thêm người thức tỉnh đến giai đoạn này số lượng thường không có nghĩa là cường đại bởi vậy đưa ra chế độ thi đấu như vậy các quốc gia phái ra đội ngũ cần chia ba tên tuyển thủ thành ba cấp bậc thượng trung hạ. Đánh bại thượng vị giả có thể đạt được 4 điểm, đánh bại trung vị giả có thể đạt được 2 điểm, đánh bại hạ vị giả có thể đạt được 1 điểm. Chỉ cần tuyển thủ không chiến bại thì có thể tiếp tục khiêu chiến. Sau cùng đôi bên căn cứ bao nhiêu điểm tích lũy, phân chia thắng thua. Sau khi Hoa Thiên Thần nghe được tin tức này, nhíu mày, vậy nói cách khác, nếu đánh bại thượng vị giả của đối phương, tương đương với chắc chắn thắng, Lạc Văn nói thầm, thượng vị giả bên ta đánh bại thượng vị giả bên đối phương lấy được 4 điểm, dù trung, hạ vị thua hết, đối phương nhiều nhất cầm được 3 điểm, tương đương với thắng. Động Soái lắc đầu nói, còn có một điều, đó là thượng vị giả bên ta không bị đánh bại, ngoài ra, tình huống hiện trường chắc chắn càng phức tạp hơn, ví dụ như ván đầu tiên chúng ta phái ra thượng vị giả, nhưng ván đầu tiên đối phương phái ra trung vị giả, chúng ta thắng lấy được 2 điểm. Nhưng trung vị giả và hạ vị giả của chúng ta đều thua, vậy đối phương lấy được 3 điểm. Lúc này, thượng vị giả của chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục khiêu chiến, trải qua đánh luân phiên, có khả năng thượng vị giả của chúng ta không địch lại thượng vị giả của đối phương, cuối cùng thua tranh tài. Hoa Thiên thần gật đầu, có cảm giác điền kỵ đua ngựa, nhưng vì chỉ cần không chiến bại thì có thể tiếp tục khiêu chiến, cho nên không hoàn toàn tương tự. Có khả năng tồn tại một số nhân tố kỹ xảo nhưng cuối cùng vẫn là thực lực đưa đến tác dụng lớn hơn. Ngoài ra, thực lực của thượng vị giả là quan trọng nhất, Lạc Văn gật đầu nói, thì ra là thế, chẳng trách bạch soái nói để Giang Khải đi. Có chút hiệu quả, có khả năng không thu thập đủ ba tên người thức tỉnh, lúc giao thủ với quốc gia lớn điểm mấu chốt nằm ở trận chiến thượng vị giả, chúng ta để ý kỹ cũng có thể trực tiếp quyết ra thắng bại trong trận luận võ của thượng vị giả, trong loại chế độ thi đấu này, Giang Khải chắc chắn là hạ vị giả, có thể hạ thấp ảnh hưởng với trận tranh tài đến mức thấp nhất, đồng thời chúng ta bớt phái một người thức tỉnh cũng có thể đối phó khả năng thế lực đối địch hành động. Đổng Hồng gật đầu, hiện tại chúng ta đang thảo luận độ khả thi trong kế hoạch của Lão Bạch. Nhưng ta cảm thấy tỷ lệ thông qua rất lớn. Người thức tỉnh của Hoa Hạ có trạng thái thực lực đứt gãy khá nghiêm trọng, Vũ Hầu là người thức tỉnh mạnh nhất, tiếp theo là Thanh Lân và Sương Tuyết, nhưng đội thứ ba sau đó còn chưa hoàn toàn trưởng thành nếu thế lực đối địch có hành động chúng ta chắc chắn phải giữ lại một người thức tỉnh trưởng thành ít nhất cũng phải chọn giữ lại một trong thanh lân và sương tuyết sau cùng dùng gian khải đổi người thức tỉnh tiếp theo lực lượng phòng ngự của chúng ta cũng tăng lên rất nhiều hoa thiên thần nhẹ gật đầu đúng là như thế hiện tại đang thảo luận về người thức tỉnh thiếu một người thức tỉnh có khả năng liên quan đến tính mạng của mấy chục vạn người lạc văn khẽ khàng nói đây cũng là hành động bất đắc dĩ nhưng tiểu tử giang khải này luôn là phàm nhân mạnh nhất kết quả lần này bị coi là người thay thế không biết hắn có thể chấp nhận hay không sự thật chứng minh sự lo lắng của lạc văn hoàn toàn là dư thừa nửa tháng sau giang khải nhận được thông báo hắn không cần tham gia luận võ người thức tỉnh trực tiếp thu hoạch được tư cách tham gia bán thần chi chiến đương nhiên đổng soái cũng cẩn thận giới thiệu với hắn chế độ thi đấu của bán thần chi chiến đồng thời rất cẩn thận nói cho Giang Khải biết hắn được đặt là hạ vị giả. Khải, ngươi cũng không cần quá để ý chuyện này, dù sao người đi cùng ngươi đều là người thức tỉnh, được gọi là bán thần, dù ngươi là hạ vị giả cũng không mất mặt. Giọng điệu Đổng Soái cũng lộ ra vẻ ấy nấy. Không có, Đổng Soái, ta không cảm thấy mất mặt. Giang Khải lại có vẻ rất nhẹ nhàng, hạ vị giả rất tốt, ta thích hợp làm hạ vị giả, bán thần đánh nhau, một phàm nhân như ta có thể đi xem một chút đã thầm thấy vui vẻ. Đương nhiên, thật sự đến lúc ta lên sân, ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, dù sao không phải nói hoa hạ nhất định phải lãnh đạo toàn cầu, nhưng giao quyền lãnh đạo cho người khác ít nhiều hơi không yên tâm. Đổng Soái thấy tâm trạng của Giang Khải tốt như vậy, cũng không khỏi cười ha hả, đúng vậy, ta có suy nghĩ giống ngươi. Lần này đi chung với ngươi, một người là Vũ Hầu chắc ngươi có quen biết, còn có một người là Sương Tuyết, nữ hài tử này cũng rất mạnh, ngươi có cơ hội thì nói chuyện với người ta nhiều hơn, ngươi xem ngươi cũng trưởng thành rồi. Giang Khải trợn to mắt, Đổng Soái đúng là người một nhà, việc này cũng sắp xếp giúp hắn. Ta nói với Vũ Hầu cố gắng không sắp xếp ngươi ra sân, dù sao ngươi có danh hiệu chiến thần bất bại, đương nhiên nếu chiến thuật thì ngươi cũng phải làm ra chút hy sinh. Không thành vấn đề. Giang Khải vỗ ngực đảm bảo. Được, ngươi chuẩn bị một chút, nửa tháng sau ngồi quân cơ tiến về âm quốc tham gia bán thần chi chiến toàn cầu được còn có thời gian nửa tháng giang khải nhân khoảng thời gian này đến thanh vân công hội khu một một chuyến thanh vân công hội và chủ thần công hội có quan hệ mật thiết hơn nữa cũng là công hội trưởng lão trong liên minh cổ võ trong hai năm qua tốc độ phát triển đột nhiên tăng mạnh giang khải lấy ra một số tài liệu cao cấp giao cho chu sở nói lão chu trong khoảng thời gian này ta vẫn không đến các ngươi phát triển có yêu cầu gì trực tiếp đi tìm thi thi gần đây ta mới đánh được những tài liệu này chủ yếu là huyết tinh thạch tài liệu chuyển chức còn có một số huy chương trọng sinh chu sở vội vàng nói giang khải bây giờ chúng ta dự trữ rất nhiều tài nguyên thật ra trong khoảng thời gian này tốc độ phát triển của thanh vân chúng ta nhanh gấp bội trước đó ngươi giữ lại những thứ này để dùng đi giang khải mỉm cười nhét túi thẻ vào trong tay lão chu lão chu để ngươi cầm thì cứ cần, giữa ta và ngươi cần gì khách sáo? Ngươi không cần, các đệ tử trong công hội còn cần. Điều này, chu sở không khuyên được Giang Khải chỉ có thể nhận lấy. Đúng rồi, còn có một việc, ta đã chính thức bái sư tam kiếm tiên sinh, sau này chúng ta thật sự là người một nhà. Thật. chu sở kích động nói, ngươi lại gặp được tổ sư gia, Giang Khải gật đầu, đáng tiếc chỉ là một phần nguyên thần, hơn nữa đã biến mất. Trong mắt Chu sở thoáng qua chút mất mát, than thở, biến mất, đáng tiếc lão nhân gia còn chưa đến Thanh Vân Sơn xem môn phái hiện tại, chúng ta cũng không có cơ hội gặp lão nhân gia một chút. Lão Chu, đừng bi quan như thế, có lẽ còn có cơ hội. Trong trạm yêu kiếm còn gửi lại nguyên thần của tam kiếm tiên sinh, mặc dù đã rất lâu không nói chuyện với Giang Khải, có thể đang tiết kiệm năng lượng, nếu Giang Khải có thể tìm ra cách bổ sung năng lượng giúp hắn, có lẽ thật sự có thể bù đắp tiếc núi của Chu sở lần này sư phụ truyền thụ một kiếm pháp mới cho ta đáng tiếc điều vô cùng xấu hổ là hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được chờ ta có thể hiểu rõ nguyên lý trong đó đến lúc đó cho các ngươi một phần điều này chu sở trợn to mắt vậy tốt quá chuyện này rất quan trọng với thanh vân môn đúng rồi gần đây ngươi có nghe được tin tức của thường tư diêu không giang khải hỏi chu sở tốn nửa ngày mới tỉnh táo lại từ sự vui vẻ trước đó cẩn thận nhớ lại một chút nói Ta biết quan hệ của ngươi và tư diêu cô nương, nên cố ý để đám người tôn nguyên vô tình hay cố ý tìm hiểu. Đã khoảng một năm nàng không online. Hơn một năm không online. Giang Khải nhíu mày, vậy có tin tức khác của nàng không? Chu sở nói, có khả năng liên quan đến truyền thừa huyết mạch thượng cổ, nhưng chúng ta không thể biết tình huống cụ thể. Hai nữ hài thường tư diêu và Doãn Lăng Sa này là thánh nữ của Công Luân và Hoa Sơn, nghe nói đều có huyết mạch thượng cổ trước đó chúng ta cũng không biết sự tồn tại của người thức tỉnh hiện tại người thức tỉnh đã lộ diện chúng ta gần như có thể xác định nếu hai người bọn họ thật sự có được huyết mạch thượng cổ vậy có khả năng cũng trở thành người thức tỉnh giang khải hơi hiếp mắt lại quả nhiên thân phận thường tư diêu không tầm thường chẳng trách khi đó dù thực lực của mình mạnh đến mức nào thường tư diêu đều nói phụ thân của nàng sẽ không chấp nhận mình lão chu người thức tỉnh chỉ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng có liên quan đến huyết mạch, Chu Sở lắc đầu, về điểm này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng dựa theo suy đoán thông thường, ta cảm thấy người thức tỉnh có được truyền thừa huyết mạch, thậm chí càng mạnh hơn người thức tỉnh chỉ thức tỉnh trí nhớ đơn thuần. Ngươi nghĩ xem, có được huyết mạch của cường giả thời thượng cổ, điều này có khả năng đạt được cường độ thân thể của những cường giả kia, nếu lại phối hợp với thức tỉnh trí nhớ, thậm chí bọn họ có thể hoàn toàn khôi phục thực lực trước kia, Giang Khải nhíu mày nói. Ý của ngươi là, người thức tỉnh có trí nhớ, người thức tỉnh và người thức tỉnh huyết mạch là hai loại khác nhau, ta chỉ đoán mò." Chu Sở nói. Giang Khải lại lắc đầu, hắn đột nhiên nhớ đến lúc gặp nhà Miyuno đòi hoàng kiến quốc ở đảo quốc, nhà Miyuno đã vận dụng một loại lực lượng huyết mạch nào đó. Tuy trong lòng Giang Khải có nghi ngờ nhưng nghĩ đến mình sắp tham gia bán thần chi chiến, đến lúc đó chắc sẽ gặp được đủ loại người thức tỉnh, khi đó có thể làm rõ. Giang Khải để Lão Chu tiếp tục chú ý tình hình bên Côn Luân công hội giúp hắn, một khi thấy Thường Tư Diêu lập tức liên hệ với mình. Trước khi đi, Lão Chu gọi Giang Khải. Giang Khải, có phải 10 ngày nữa ngươi mới đến bán thần chi chiến không? Giang Khải gật đầu, kỳ quái nhìn Chu Sở, từ, sao thế? Vẻ mặt Chu Sở có hơi do dự, không giống với lúc bình thường nữa. Vậy ngươi có thể, Chu Sở do dự mãi, cuối cùng nói, đi với ta đến Thanh Vân Sơn một chuyến, Thanh Vân Sơn. Trong hiện thực, đúng, Giang Khải ngạc nhiên nhìn về phía chu sở, không biết hắn muốn mình đến Thanh Vân Sơn là có chuyện gì quan trọng. Vài ngày sau, Giang Khải lái xe đến Thanh Vân Thành, nơi này là thành thị tập trung tương ứng với khu 1. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Khải gặp chu sở ở ập lai. Chu sở đứng chờ Giang Khải ở trước cửa thành, sau khi thấy xe Giang Khải liền chặn hắn lại, sau đó chui vào ghế lái. Không cần vào thành, Thanh Vân Sơn ở ngoài thành, ta dẫn ngươi đi." Giang Khải khẽ nhíu mày nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể biết, thú thần đã chiếm lĩnh Thanh Vân Sơn chân chính. Thanh Vân Thành không có khả năng đặt một vùng núi vào trong thành. Cũng may Thanh Vân Thành cách Thanh Vân Sơn không xa, mười mấy cây số đã đến chân núi Thanh Vân Sơn. Sau khi Giang Khải giấu kỹ xe, liền theo Chu Sở lên núi. Thềm đá trên đường đi đã loang lỗ không chịu nổi, gần như bị thực vật bao trùm rào chắn hai bên bậc thang chỉ còn lại một bộ phận dấu vết tàn khuyết phần lớn đã không thấy tung tích chu sở nhìn đường núi rách nát khẽ thở dài một tiếng rất lâu không quay về rồi cẩn thận chút trên núi có thú thần tuy nói chiến thần điện vẫn đến dọn dẹp nhưng dù sao nơi này cũng sẽ tụ tập rất nhiều thú thần giang khải gật đầu yên tâm đi khu vực xung quanh thành thị tập trung thế này đẳng cấp thú thần sẽ không quá cao dọc theo con đường này thật sự có mười mấy thú thần loại viên hầu giả lan nhảy ra từ trong rừng nhưng cấp bậc đều không cao giang khải có thể trực tiếp miễu sát hai giờ sau cuối cùng hai người đã leo lên đỉnh thanh vân sơn sau khi đi lên đỉnh núi giang khải thấy ở đây có một vài căn nhà cổ xưa trên mặt đất cũng phủ gạch đá rõ ràng trước kia có người ở đây đây chính là trụ sở cũ của thanh vân môn giang khải hỏi chu sở nhẹ gật đầu đi theo ta. Giang Khải đi theo sau lưng chu sở, xuyên ra đình viện mọc đầy cỏ dại, đi vào một biệt viện ở sau núi. Chu sở mở cửa sân, đi thẳng đến một căn phòng bên trong. Trong phòng, cửa sổ đã sớm hư hao, đủ loại thư tịch tàn trang đã sớm ố vàng, tán loạn trên mặt đất, giá gỗ ngã trái ngã phải nhưng chu sở cũng không quan tâm những chuyện đó, đi thẳng đến trước vách tường ở cánh bắc căn phòng, hắn ta nhẹ nhàng ấn vào một khối gạch đá trên vách tường, trên tường liền mở ra một cánh cửa ngầm. Giang Khải tò mò nhìn cũng không hỏi nhiều, nhà ai mà không có đường hầm phòng tối tóm lại hắn chỉ đi theo sau lưng chu sở. Chu sở đốt đuốc trên vách tường, hai người đi theo lối đi vào chỗ sâu hơn, cho đến khi thấy một cánh cửa sắt dày nặng ở phía trước. Chu sở cẩn thận lấy ra chìa khóa, mở cửa sắt. Một tiếng cọt kẹt, cửa sắt từ từ mở ra, hai người lần lượt đi vào cửa sắt. Trong phòng đặt một số binh khí, thư tịch, cùng một số hộp gỗ, còn có một cái két sắt. Chu sở mở két sắt, lấy ra một cái hộp gỗ ở bên trong, quay người đưa hộp gỗ cho Giang Khải, nói với Giang Khải, cái này cho ngươi, đây là cái gì? Giang Khải kỳ quái nhìn hộp gỗ trong tay. Kiếm pháp. Kiếm pháp. Cửu tiêu tru tiên kiếm sao, không phải. Không phải ngươi đã xác nhận trên thực tế cửu tiêu tru tiên kiếm cũng không phải kiếm động cửu thiên hoàng chỉnh sao. Chu sở nói, đây là một bộ kiếm pháp khác bảo tồn rất hoàn chỉnh nghe nói trước khi tổ sư gia lâm chung đã giao cho đệ tử vậy sao không nghe nói thanh vân còn có một bộ kiếm pháp thành danh giang khải hỏi chu sở bất đắc dĩ lắc đầu nói ra thật xấu hổ mấy ngàn năm qua thanh vân cầm bộ kiếm pháp hoàn chỉnh nhất này lại ngàn năm không có một người luyện thành giang khải trợn to mắt mấy ngàn năm không một người luyện thành chu sở tiếp tục nói Nghe nói tổ sư gia có ba thành kiếm, cũng có ba bộ kiếm pháp tương ứng từng cái, nhưng bộ kiếm pháp kia lại không ở trong ba bộ kiếm pháp. Các đời trưởng môn của chúng ta truyền miệng, nói bộ kiếm pháp kia là tổ sư gia ngộ ra trước khi lâm chung. Giang Khải khiếp sợ nhìn hộp gỗ trong tay, bên trong đặt một bộ kiếm pháp mà sư phụ ngộ ra trước khi lâm chung, tên kiếm pháp là Vô Kiếm. Đêm khuya, Giang Khải nghỉ ngơi trong đống đổ nát thành thị số 062 giữa đường, hắn đốt đống lửa, thản nhiên nhìn hình dáng thành thị rách nát trong bóng đêm. Lão Chu nói, không chỉ không ai có thể luyện thành, ngay cả xem cũng xem không hiểu. Giang Khải không khỏi nghĩ đến bộ kiếm pháp kia. Hắn quay lại xe, gỡ hộp gỗ xuống mở ra. Bên trong có một quyển thẻ tre, hắn cầm thẻ tre, sau khi mở ra phát hiện ngoại trừ hàng thứ nhất viết hai chữ, vô kiếm, còn lại đều là trống rỗng. Hiện tại không khó hiểu vì sao không ai luyện thành, không ai xem hiểu. Vô tự thiên thư, Giang Khải cao mày, nói cái gì phải kết hợp tâm pháp thanh vân môn, lấy, tâm nhãn, chi quan mới có thể thấy, tâm nhãn, hơi mơ hồ. Lão Chu tin tưởng vững chắc kiếm pháp ở trong đó, hắn ta sẽ không đùa kiểu này, Giang Khải suy nghĩ vẫn quyết định thử một lần. Tiểu hỗn cầu, Khải vô địch, để ý xung quanh giúp ta chút. Giang Khải thả tiểu hỗn cầu và Khải vô địch ra ngoài, mình thì đặt ngang thẻ tre ở trước mặt, sử dụng tâm pháp thanh vân môn tu luyện. Ngay từ đầu, Giang Khải cũng chưa cảm giác được điều khác thường gì, hắn nhắm mắt lại tất nhiên cũng không thấy thứ gì. Nhưng Giang Khải không hề từ bỏ, đã muốn thử vậy toàn lực thử một lần. Suốt cả đêm, Giang Khải đều đang nhắm mắt tu luyện nhưng không mảy may tiến triển. Đến rạng sáng, sắc trời dần sáng lên, lúc này Giang Khải mới mở to mắt. "Thế nào?" Khải Vô Địch hỏi. Giang Khải lắc đầu, không có cảm giác gì thời gian không còn sớm trên đường đi lại thử lần nữa buổi tối ngày thứ hai giang khải tiếp tục thử không thu hoạch được gì ngày thứ ba cũng là như thế ngày thứ tư giang khải sắp đến kinh thành nhìn sắc trời đã tối giang khải vốn có thể tiếp tục đi đường dù sao khoảng cách về kinh thành không xa trên đường đi cũng khá an toàn nhưng hắn lại cố ý ở lại thêm một buổi tối tối hôm nay thử lần nữa lần thử trước đó giang khải nhìn thẻ tre cẩn thận suy nghĩ Tuy ta nắm giữ tâm pháp Thanh Vân môn nhưng trình độ thuần thục không có khả năng cao hơn các đời trưởng môn của Thanh Vân môn, ngay cả bọn họ cũng không thể cảm giác, có lẽ không đơn thuần là sử dụng tâm pháp. Nghĩ tới đây, Giang Khải càng không vội thử. Có lẽ sư phụ để lại kiếm pháp vốn không phải cho người bình thường học tập, lấy đẳng cấp của sư phụ, hắn chắc chắn sẽ thiết lập một cấp bậc nhất định. Chẳng lẽ là cường độ linh hồn, đến cấp bậc của Tam kiếm tiên sinh, thuộc tính mấu chốt nhất là lực lượng linh hồn nghĩ tới đây giang khải thử tập trung tất cả tinh thần của mình để mình ở vào trạng thái phát động công kích nguyên thần mạnh nhất trạng thái này là lúc lực lượng linh hồn của hắn tập trung nhất sau đó lấy loại trạng thái này tiến vào tu luyện tâm pháp thanh vân môn nhưng đúng lúc này giang khải đột nhiên cảm giác được trong đầu xuất hiện một bóng trắng như đang múa kiếm nhưng tốc độ quá nhanh hơn nữa rất mơ hồ thoáng qua một cái liền biến mất chờ đến khi hắn muốn quan sát lại hắn đột nhiên cảm giác đầu ván mắt hoa, không cách nào duy trì trạng thái trước đó. Loại trạng thái tập trung tinh thần cao độ này, cho dù là Giang Khải cũng chỉ có thể duy trì mười mấy giây. Giang Khải bất đắc dĩ rời khỏi trạng thái tu luyện, lập tức cảm thấy hết sạch sức lực. Nhưng tâm trạng của Giang Khải lại rất kích động. Vừa rồi ta thấy, chẳng lẽ là kiếm pháp vô kiếm, nếu đúng vậy, vậy nói rõ ta đoán đúng, vô kiếm có cấp bậc rất cao, cấp bậc này là lực lượng linh hồn, ngay cả hô hấp của Giang Khải cũng hơi gấp rút, đây chính là tinh hoa sở học suốt đời của sư phụ, đáng tiếc hình ảnh vừa rồi thoáng qua quá nhanh, ta căn bản không thấy rõ lắm, hơn nữa ta cũng không còn cách nào thử, xem ra lực lượng linh hồn của ta còn chưa đủ. Tăng lực lượng linh hồn cũng không phải chuyện một sớm một chiều, muốn tăng lên thì tăng. Lên, Giang Khải chỉ có thể lùi lại cầu việc khác, tuy hình ảnh thoáng qua rất nhanh nhưng vẫn thấy được một chút, nếu nhìn thêm mấy lần có lẽ sẽ thấy toàn bộ hôm nay không thử nữa, ngày mai phải đi bán thần chi chiến. Giang Khải cẩn thận tất kỹ thẻ tre và hộp gỗ, có Khải vô địch và tiểu hỗn cầu ở bên cạnh, hắn có thể ngủ một giấc thật ngon. Trong vô thức, sắc trời đã hơi sáng lên, Giang Khải mở to mắt, mệt mỏi duỗi lưng một cái, ngủ không tệ, lại là một ngày tràn đầy nguyên khí, nói xong, Giang Khải nghiêng người, nhảy lên xe, Khải vô địch, tiểu hỗn cầu, về nhà. Giang Khải cùng Vũ Hầu và Sương Tuyết lên quân cơ, trong sự hộ tống của trung đội phi hành tiến về âm quốc. Người đi cùng còn có một số hậu bối được bồi dưỡng trọng điểm trong chiến thần điện, cộng thêm La Bình thì có tất cả 23 người. Lần này rời thành, cuối cùng đã xác nhận một tin tức vẫn đang lưu truyền gần đây. Giang Khải tham gia lần bán thần chi chiến này, 3 ngày sau, trên trang web quỷ tinh toàn cầu xuất hiện một bản cá độ, trong số người dự thi của tiểu đội Hoa Hạ thật sự có tên Giang Khải. Giang Anh đang xem xét trang web cá độ. Trong ban danh sách tranh tài ngày đầu tiên tìm được tình huống giao đấu của tiểu đội Hoa Hạ. Sau lưng nàng còn có một đám người đang xem, Giang Anh liền đọc tình huống đối chiến. Trận đầu, Hoa Hạ giao đấu HD, tình huống đội hình hai bên. Thượng vị giả Hoa Hạ, Vũ Hầu, trung vị giả, Sương Tuyết, hạ vị giả, Giang Khải, không phải người thức tỉnh. Thượng vị giả HD, Phát Vĩnh Sáng, trung vị giả Lý Trí Na, Hạ Vị Giả, Hàng Tuấn Vũ. Chiến tích của tất cả đội viên, hiện tại chưa có chiến tích. Tỷ lệ đặt cược, Hoa Hạ vơ sớt HG, tỷ lệ đặt cược thắng bại của Hoa Hạ chia ra là 1,82 và 2,18. Xin mời dùng tinh tệ đặt cược. Tin tức phụ trợ, diện tích chiếm lĩnh hiện tại của Hoa Hạ, thứ tư toàn cầu. Xếp hạng chức nghiệp, võ đồ xếp hạng 6, binh lính xếp hạng 21, đảo quốc xếp hạng 33 diện tích chiếm lĩnh hiện tại của HG, thứ 8 toàn cầu. Xếp hạng chức nghiệp, kiếm khách xếp hạng 19, đồ thủ cách đấu gia xếp hạng 24, đạo tặc xếp hạng 29. Một tên đồng nghiệp nam đứng sau lưng Giang Anh nói, xếp hạng chức nghiệp kém nhiều như vậy, không phải chắc chắn chúng ta thắng sao, sao tỷ lệ đặt cược lại trên lệch ít như vậy. Trang nghiêm đỡ cầm, dáng vẻ thâm sâu không lường được lắc đầu nói, suy nghĩ của tiểu tử ngươi còn dừng ở mức độ chức nghiệp quyết định thực lực sao. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chức nghiệp cũng không có nghĩa là thực lực chức nghiệp diện tích chiếm lĩnh đều là thứ làm nhiễu loạn những người này đều là người thức tỉnh ở thời đại trước là thời kỳ cao thủ ở khắp mọi nơi bọn họ đều đạt đến thành tựu cực cao tin tức có giá trị thật sự chỉ có chiến tích tuyển thủ nhưng trận đầu ai cũng không có chiến tích ai cũng không nói chắc được người nào chắc chắn thắng ngay cả công ty cá độ cũng cẩn thận như vậy lão sư vậy ngươi đặt cược sao người kia hỏi Trang nghiêm không hề nghĩ ngợi, nói, còn cần nói, chắc chắn đặt, Giang Anh, giúp ta cược 10.000 tinh tệ cho hoa hạ thắng. Cược nhiều như vậy. Ách, vậy ta cũng cược một chút, ta cược 500 tinh tệ. Mọi người lần lượt đặt cược, tất cả đều cược hoa hạ thắng. Lần bán thần chi chiến này có ý nghĩa phi phàm, ai cũng hy vọng quốc gia của mình có thể thủ thắng. Giang Anh, ngươi không cực chút sao? Trang nghiêm hỏi. Giang Anh cau mày, có vẻ đang có tâm sự. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, bên trên còn có tin tức Giang Khải gửi cho nàng. Trong tin tức hình như nói lần này hắn chắc chắn phải thắng bán thần chi chiến, để nàng cược 200 ức tinh tệ, cứ việc cược hoa hạ thắng, 200 ức tinh tệ. Giang Anh nghĩ thôi cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Mấu chốt là, hiện tại nhị ca chỉ là hạ vị giả, có đôi khi hắn cũng không thể ảnh hưởng đến kết quả tranh tài suy nghĩ, Giang Khải cắn răng một cái cược 200 ức tinh tệ. Lúc này, hệ thống đột nhiên nhảy ra một khung chát, tổng hạn mức cao nhất của công ty cá cược này là 2 tỷ tinh tệ, hạn mức đặt cược của ngài quá lớn, hiện tại còn lại 37 triệu tinh tệ, mời đặt cược lại lần nữa. Giang Anh vội vàng cướp lấy 30 triệu tinh tệ còn lại. Nhị ca dặn cược 200 ức, kết quả mình chỉ cược 30 triệu, không biết nhị ca có chửi mình không? có nên đổi công ty cá cược khác đặt cược không? Hoặc là đặt cược cả mấy nhà, nhưng cũng tốt, đánh bạc không phải thứ gì tốt, đặt ít một chút cũng ổn thỏa hơn. Giang Anh đang tự an ủi bản thân, nhưng mấy người sau lưng đã nhìn đến choáng váng. Đệt, anh tử, có phải ngươi biết công ty cá cược có hạn mức cao nhất không, cho nên số tiền vừa rồi là nhập nhầm, 200 ức tinh tệ, ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy, 30 triệu cũng là khoản tiền lớn được không, anh tử, ngươi, ngươi có muốn cân nhắc để chúng ta làm quen lại không? Trang nghiêm nhìn nam sinh cười đùa tí tẩn kia, vỗ một phát vào sau đầu hắn ta, "Cân nhắc cái đầu ngươi." Mỗi ngày không làm đề cho tốt, chỉ muốn làm con cóc ăn thịt thiên nga, người kia rụt đầu lại, cười ngây ngô, "Hắc hắc, nói đùa thôi mà." Giang Anh lại không có tâm trạng nói đùa. Đây chính là bán thần chi chiến, ca, vì sao ngươi nhất định phải thắng? Lần này ngươi có thể thắng sao? Toàn cầu có hơn 100 đội ngũ tụ tập ở âm quốc. Đây là lần đầu tiên Giang Khải xuất ngoại ở trong hiện thực, ở thời đại thú thần phi hành khoảng cách xa như vậy vô cùng nguy hiểm, từ trong lời nói của đội ngũ khác, Giang Khải nghe nói có rất nhiều đội ngũ bị thú thần ngăn cản. Đương nhiên, thú thần ngăn cản bọn họ đều đã chết. Trong đám người theo đội lần này, cho đến khi xuống phi cơ thì Giang Khải mới phát hiện trong đoàn người đi theo ngoại trừ La thần còn có mấy vị bằng hữu. Long Tinh đường Thái Ngưng, viên trụ còn có bạch hiên tiểu đội bạch hổ, sau khi viên trụ thấy Giang Khải lập tức chạy tới, ôm vai Giang Khải. Từng nghe nói Olympic chưa? Thời đại hòa bình trước đó, mỗi 4 năm tổ chức một lần, Olympic tụ tập tất cả tuyển thủ đỉnh cấp trong các hạng mục vận động lớn trên thế giới. Hiện tại chúng ta cũng có loại cảm giác này, Giang Khải lường viên trụ một cái, vẻ mặt ghét bỏ, sao ngươi cũng đến, sao ta không thể đến hiện tại ta là tuyển thủ hạt giống, bồi dưỡng trọng điểm, đương nhiên phải thấy chút việc đời, lúc này, máy bay của La Bình cũng hạ cánh, hắn ta lập tức triệu tập mọi người, tất cả mọi người, tập hợp, trên cơ bản người ở đây đều là người quân đội, kỷ luật nghiêm minh, La Thần vừa gọi đều chạy chậm đến tập hợp, chỉ có gian khải hơ không quen. Đếm số, 1, 2, 3,4, 22, người kia đột nhiên quay đầu sang, vừa hay nhìn về phía Giang Khải đứng cuối hàng. Giang Khải do dự, nghi ngờ nói: "23, hắn cũng không phải người quân đội, đếm số cái gì?" Trước đó đáng người này từng luyện xếp hàng sao, ngay cả vị trí cũng đứng ngay ngắn, La Bình mỉm cười nhìn về phía Giang Khải, "Không để ngươi đếm số, được, đến chỗ ở của chúng ta, sân bãi của lần tranh tài này được sắp xếp ở nơi giả ngoại khu một quỷ tinh âm quốc, lúc tranh tài cần đăng nhập vào quỷ tinh từ âm quốc. Tất cả tiểu đội đều được sắp xếp trong một sân vận động bên ngoài sân vận động có trọng binh trấn giữ một mặt ngoại trừ phóng viên tin tức quốc tế quỷ tinh và mấy nhà phóng viên truyền thông đưa tin quỷ tinh âm quốc những người khác không được đi vào một mặt khác tuyển thủ dự thi cũng không được tự tiện đi ra ngoài có lẽ âm quốc cũng sợ những người này ra ngoài làm loạn gì đó sân vận động bị chia thành mấy chục phòng huấn luyện và phòng chức năng có to có nhỏ ngoại trừ có đội ngũ tranh tài những người khác chỉ có thể hoạt động ở nơi này sau khi người bên Hoa Hạ lấy được bản đối chiến, ngày hôm sau đã tụ hợp ở phòng huấn luyện. Đầu tiên La Thần giới thiệu ba người dự thi. Tuy không phải tất cả tinh anh đều tới nhưng có thể tới chắc chắn là tinh anh trong tinh anh. La Thần lớn tiếng nói, hiện tại có vài người có lẽ thực lực còn chưa đủ tham gia loại tranh tài cấp bậc này, nhưng vận mệnh tương lai Hoa Hạ ở một trình độ rất lớn sẽ do các ngươi quyết định. Vũ Hầu, Sương Tuyết, Giang Khải, chút nữa ba người các ngươi ở lại, ta để các ngươi làm quen với nhau một chút, dù sao các ngươi cần phải căn cứ tình huống trên sân sắp xếp chiến thuật, những người khác về ký túc xá nghỉ ngơi. 8 giờ sáng ngày mai, chúng ta đối chiến HD, 6 giờ sáng tất cả thành viên tập hợp trước ký túc xá. Sau khi sắp xếp xong, đám người viên trụ về ký túc xá trước, đám người gian khải ở lại. Trong phòng huấn luyện chỉ còn lại bốn người La Bình, Vũ Hầu, Sương Tuyết và Giang Khải. Ta cũng không cần giới thiệu Giang Khải nữa, chắc hai người các ngươi đều biết. Giang Khải, ta đến giới thiệu chút, vị này là Vũ Hầu, tiểu đội trưởng người thức tỉnh, thực lực thức tỉnh nhân thần trung kỳ, cường độ thân thể nhân thần trung kỳ, đẳng cấp bản thân võ đồ siêu phàm bát giai. Hiện nay Vũ Hầu là người thức tỉnh duy nhất đạt tới nhân thần trung kỳ của nước ta, thực lực có thể so sánh với người sống sót. La thần đặc biệt nhấn mạnh một câu này. Giang Khải gật đầu với Vũ Hầu. Vũ đại ca, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chào ngươi. Sắc mặt Vũ hầu như thường, nói, nói chính xác là từng gặp ba lần. Lần đầu tiên tiểu tử ngươi vụng trộm chạy đến di tích thần tử vong, sau đó cướp trước một bước mở ra tử vong chi tháp, lần thứ hai ở trước tử vong chi tháp, người hoàn thành thông quan hoàng mỹ. Hiện tại là lần thứ ba, không ngờ chúng ta lại trở thành đồng đội. Giang Khải gật đầu, xem ra chúng ta có duyên phận không ít. Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, ta lại không thích loại duyên phận này. La Bình nói với Vũ Hầu, "Vũ Hầu, ta đã nói rồi, chuyện quá khứ bỏ qua, bán thần chi chiến là chuyện quan trọng nhất hiện nay, nếu là đồng đội thì nên đồng tâm hiệp lực." Vũ Hầu khẽ gật đầu, nói, "La Bình, yên tâm đi, tuy ta không thích tiểu tử này, nhưng cũng chưa đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy." La Bình tiếp tục giới thiệu, "Vị này là Sương Tuyết, Giang Khải chắc ngươi chưa từng gặp nàng." Thực lực thức tỉnh nhân thần sơ kỳ, cường độ thân thể nhân thần sơ kỳ, đẳng cấp bản thân võ đồ siêu phàm bát giai. Nàng không chỉ có năng lực tác chiến cực mạnh, hơn nữa còn có năng lực nguyên tố băng rất mạnh, nguyên tố băng cấp 2. Giang Khải nhìn về phía mỹ nữ lạnh lùng như sương lạnh kia, trên mặt giá trị nhan sắc thì nữ nhân này tuyệt đối là mỹ nữ đỉnh cấp, khuôn mặt như vẻ, ánh mắt lạnh lùng, da thịt trắng nõn, dáng người cao gầy nhưng luôn cho người ta cảm giác cách xa người ngàn dặm, cao ngạo lạnh lùng. Đây chính là lão động sắp xếp cho mình. Vừa nhìn đã thấy khó ở chung, còn chưa đợi Giang Khải nói chuyện, Sương Tuyết đã lạnh lùng nói, La Bình, ta cảm thấy hoàn toàn không cần giới thiệu, ta và Vũ Hầu đã quen biết nhiều năm, không có gì phải giới thiệu. Về phần hắn, ánh mắt Sương Tuyết liếc qua, đầy kinh thường nói, trên cơ bản thắng bại tranh tài không liên quan đến hắn. Một phàm nhân siêu phàm bát giai ở trong bán thần chi chiến này, ngươi không cảm thấy hắn có thể có tác dụng gì chứ? La Bình lập tức nghẹn họng, đứng trước mặt những người thức tỉnh này, một vị tướng quân như hắn ta cũng chưa đạt tới trình độ có thể ra lệnh. Sương Tuyết, Giang Khải đã tới cũng là chiến đấu vì Hoa Hạ, người một nhà cần gì làm khó người một nhà. Sương Tuyết lạnh lùng nói, ta không phải làm khó hắn, ta chỉ không muốn lãng phí thời gian, hắn còn chưa lọt vào mắt của ta, ta không có thời gian làm khó hắn. Giang Khải không khỏi nhíu mày, Sương Tuyết và Vũ Hầu này đủ cuồng. Ta đi trước." Nói xong, Sương Tuyết trực tiếp rời khỏi phòng huấn luyện. Sương Tuyết đã đi, Vũ Hầu cũng không nói gì thêm, đi theo rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Giang Khải và La Bình. La Bình ấy nấy nhìn sang Giang Khải, "Tiểu Khải, không ngờ bọn họ lại xa lánh ngươi như thế, nhưng bọn họ là người thức tỉnh, nếu dựa theo trí nhớ kiếp trước của bọn họ thì ta cũng không được tính là hậu bối của bọn họ, cho nên ta, La Thần, không có gì" Giang Khải vừa cười vừa nói, bọn họ có thực lực, không ưa ta cũng rất bình thường. La Bình vui mừng nhìn Giang Khải, thật ra lần này ta không đồng ý để ngươi tới, nhưng một khoảng thời gian trước khi tranh tài xung quanh Hoa Hạ xuất hiện một số người thức tỉnh, cao tầng rất căng thẳng, vì giữ thực lực cộng thêm chế độ thi đấu của lần tranh tài này, chỉ phái ra hai người thức tỉnh, vừa hai ngươi lại thông qua kiểm tra nên tính cả ngươi vào. Giang Khải gật đầu, hắn biết chuyện này nhưng mặc kệ là có nguyên nhân gì dù sao vừa hay giảm bớt chuyện hắn đi tranh đoạt danh ngạch đúng rồi la thần ngươi vừa nói đẳng cấp thức tỉnh và đẳng cấp thân thể là có ý gì la bình kiên nhẫn giải thích người thức tỉnh có hai chỉ tiêu vô cùng quan trọng một cái là đẳng cấp thức tỉnh người thức tỉnh cũng phân chia giai đoạn thức tỉnh ví dụ như một kiếp trước là cường giả nhân thần hậu kỳ sau khi hắn bắt đầu thức tỉnh cũng không thể trực tiếp khôi phục tất cả trí nhớ của kiếp trước mà phải bắt đầu từ phàm nhân nhất giai, từng bước một tăng lên, Giang Khải chợt hiểu ra gật đầu, thì ra là thế, nói đúng ra thực lực hiện tại của bọn họ là trí nhớ thức tỉnh. Đúng. Đừng coi thường trí nhớ, trong này bao gồm kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp tu luyện cùng đủ loại năng lực, ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực. Giang Khải gật đầu, vậy đẳng cấp thân thể thì sao, là thuộc tính tăng thêm cho bản thể sau khi thức tỉnh. La Bình nói, Nói ví dụ như võ đồ siêu phàm bát giai, nếu lực lượng bản thể của hắn là 500 000 sau khi thức tỉnh thân thể không cách nào lập tức đạt tới trình độ kiếp trước, nhưng bọn họ cũng có cách của mình, có thể tăng lên nhất định cho thân thể. Nhưng loại tăng lên này không phải tăng lên với thuộc tính cơ sở, trang bị, kỹ năng của hắn, vẫn chỉ có thể tăng thuộc tính cơ sở. Giang Khải gật đầu, tăng cường thân thể khi thức tỉnh càng giống một loại kỹ năng. Nếu người thức tỉnh còn có truyền thừa huyết mạch, vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng ta cũng không nói chính xác tình huống cụ thể. Giang Khải hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ thường tư diêu và doãn lăng sa thuộc về loại này, đã là người thức tỉnh đồng thời có được thức tỉnh huyết mạch, La Bình tiếp tục nói, hiện tại chúng ta chia cấp nhân thần làm 3 giai đoạn, giai đoạn sơ cấp tổng cộng 4 hạng thuộc tính cần phải đạt tới 20 triệu, trung cấp cần phải đạt tới 100 triệu, về phần cao cấp thì bây giờ chưa có, Giang Khải nhíu mày, trung cấp chỉ 100 triệu, La Bình buồn cười nhìn Giang Khải, sao nào, ngươi cảm thấy 100 triệu còn thấp. Tiểu tử ngươi, thuộc tính của ngươi lợi hại nhưng cách 100 triệu cũng không ít đi, Giang Khải đại khái tính thuộc tính của mình một chút, tổng thuộc tính đã trực tiếp đến 9.000 vạn. Nếu lại thêm thiên phú, bị động và đủ loại của mình cũng không kém nhân thần trung cấp nhiều lắm, hoàn toàn có sức đánh một trận. Đương nhiên La Thần cũng không biết mình đã đột phá siêu phàm bát giai, cho nên còn cảm thấy thuộc tính của giang khải vẫn dừng lại cấp trăm vạn tóm lại lần này ngươi coi như đến học tập một chút những người này đều là quái vật những người bình thường chúng ta xem chút là được giang khải vội vàng gật đầu từ ta đã biết la thần ta chắc chắn sẽ học tập bọn họ thật tốt trò chuyện với la thần xong giang khải cũng quay về ký túc xá của mình tuyển thủ dự thi đều ở phòng riêng sau khi giang khải quay lại ký túc xá của mình mở đồng hồ bấm dãy số của muội muội ca đến âm quốc rồi sao đến rồi đặt cược chưa đặt rồi nhưng chỉ cược 2 tỷ chia ra 7 công ty cá cược một công ty cá độ của người ta chỉ có thể cược 2 tỷ tinh tệ ngươi cược 200 ức không được chỉ 2 tỷ quá ít giang khải thở dài một hơi đúng trước đó bên hoa hạ xuất hiện người thức tỉnh thế lực đối địch gần đây có hành động gì không quân đội tăng cường tuần tra nhưng điều kỳ quái là sau khi các ngươi xuất phát, ta nghe lão sư nói những người thức tỉnh đó cũng không xuất hiện nữa. Giang Khải như có điều suy nghĩ gật đầu. Ca, trên mạng có rất nhiều người đang thảo luận về ngươi, nói lần này ngươi đi làm bi đỡ đạn, thần thoại bất bại của ngươi sắp bị phá vỡ, rất nhiều người đang chờ xem chuyện cười của ngươi. Giang Khải không hề thấy bất ngờ, bình tĩnh nói, bọn họ muốn xem thì xem đi. Được rồi, ta còn phải tu luyện một lúc, không nói chuyện với ngươi nữa, nhớ kỹ sau đó cũng phải đặt cược. Đã biết, ca. Sau khi cúp máy, Giang Khải nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc lại không dừng lại một khắc nào. Một lát sau, Giang Khải hơi hiếp mắt lại, xem ra là Giang vô địch đang giúp ta tham gia bán thần chi chiến, bọn họ vừa tạo áp lực cho quân đội vừa lợi dụng nội ứng trong cao tầng quân đội, đồng ý cho ta tham gia lần bán thần chi chiến này. Nhưng, lúc trước đại ca truyền tin cho ta, rốt cuộc là ý của hắn hay bị người ta ép buộc ngõ tối đã có thể tra ra thân phận của Giang Lan, đám người Giang vô địch cũng có thể. Trong tình huống này, đại ca còn có thể ở lại bên cuồng nhiệt giả sao, đại ca, rốt cuộc hiện tại ngươi thế nào, trong lòng Giang Khải lo lắng. Nhưng lúc này Giang Khải cũng không thể làm gì. Vẫn nên đối phó bán thần chi chiến trước đi. Giang Khải hít sâu một hơi, ngồi trên sàn nhà bắt đầu lĩnh ngộ, vô kiếm. Lần này, Giang Khải lại thấy một bóng dáng thoáng qua kia, Cảm giác hơi rõ ràng hơn lần trước một chút nhưng cũng không hoàn toàn thấy rõ. Sau khi lĩnh ngộ một lần, Giang Khải cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chờ đến khi Giang Khải mở mắt ra, đã là sáng ngày hôm sau. Giang Khải nhìn đồng hồ, 5 giờ 20 phút. Hắn lập tức đứng dậy rửa mặt, sau đó đến địa điểm tập hợp. 6 giờ, La thần dẫn theo 23 người hoa hạ tiến về đại sảnh đăng nhập tiến vào lãnh địa âm quốc quỷ tinh từ cửa đăng nhập của âm quốc. Bản đồ tranh tài tên là Kim Sắt Cốc Địa, bóc nơi này đã bị âm quốc giải quyết, chỉ là chưa triệu hoán thủ vệ chi chủ. Nhưng hôm nay bản đồ Kim Sắt Cốc Địa đã sớm kín người hết chỗ, căn bản không thấy tung tích của giả thú. Người chơi âm quốc có thể từ bản đồ quỷ tinh tiến vào Kim Sắt Cốc Địa, tận mắt quan sát trận chiến công khai của người thức tỉnh lần đầu trên toàn cầu, người bình thường đều không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. La Thần vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói, sân thi đấu của chúng ta ở hướng Tây Nam, sân số 33, mọi người đi theo. Sau khi đi qua nửa bản đồ, cuối cùng đám người Giang Khải đã đến sân thi đấu của mình. Đây là một thung lũng rất rộng lớn, núi thấp xung quanh trở thành đài quan chiến thiên nhiên, lúc này trên núi đều là bóng người. Sân thi đấu trống trải và đài quan chiến chen chúc xung quanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng trên một sườn núi gần sân bãi nhất dựng rất nhiều thiết bị chụp ảnh rất nhiều nhà truyền thông đang tiếp sóng về trận tranh tài ở nơi này la thần lấy ra ba cái huy chương năm sao đưa cho vũ hầu nói với hắn ta vũ hầu đeo cái này lên lúc nói chuyện chú ý một chút bên trong bố trí microphone sau khi đeo lên sẽ tự động khởi động được các ngươi có thể đi lên chúng ta chờ các ngươi ở bên dưới vũ hầu gật đầu chia huy chương cho sương tuyết và giang khải nói đi ba người đeo huy chương đi lên lôi đài sau khi ba người đi lên sân dãy núi xung quanh lập tức sôi trào đó chính là người thức tỉnh hoa hạ bán thần hai người này là bán thần giang khải không phải hừ hừ trước đó giang khải gây ra rất nhiều chấn động ta từng cho rằng hắn là vô địch thiên hạ hiện tại xem ra đứng trước mặt những người thức tỉnh này hắn chỉ là một tùy tùng nhỏ nhoi mà thôi còn chiến thần hoa hạ bất bại đám người hoa kia quá ngây thơ. Ta nghe nói ở trong mắt những người thức tỉnh, Giang Khải cũng chỉ là tôm tép nhảy nhép, lần này xem người thức tỉnh bên HG dạy dỗ Giang Khải thế nào đi. Mười mấy phút sau, ba tên tuyển thủ HG cũng đã lên đài. Đám người viên trụ căng thẳng nhìn tình hình trên đài, còn chưa đến 5 phút, tranh tài sắp bắt đầu. Lúc này, một tên quân nhân âm quốc đi đến giữa lôi đài, nói với dưới đài, xin giữ yên lặng, chúng ta đã công bố quy tắc tính điểm tích lũy lúc này không nói nhiều nữa ta lập lại quy tắc phán định thắng bại một lần nhận thua hoặc bị đánh giết coi như tranh tài kết thúc chúng ta đề nghị đến điểm là dừng nhưng mọi người cũng biết trận chiến cấp người thức tỉnh rất nguy hiểm nếu thật sự xảy ra chuyện không may tử vong cũng là chuyện không thể tránh được trước khi tranh tài hai bên ném tiền xu quyết định thứ tự xuất trận lần lượt ván đầu tiên lên sân trước ván thứ hai ra sân sau ván thứ ba lên trận trước khi có một bên nhận thua thì tranh tài kết thúc được mời đội trưởng hai bên đến ném tiền xu vũ hầu và phát vĩnh sáng đi đến bên cạnh trọng tài sau khi đôi bên bàn bạc lựa chọn trái phải trọng tài đã quăng tiền xu lên cao cao nhận được hoa hạ lên trước sau khi nghe tiếng súng vang lên tranh tài bắt đầu vũ hầu quay lại bên cạnh sương tuyết và giang khải nhìn hai người một chút trận đầu chúng ta phái người lên trước trận này ta sẽ lên trước. Giang Khải cũng không có tu cách phát biểu ý kiến, chỉ được thông báo mà thôi. Sau một tiếng súng vang lên, Vũ Hầu dẫn đầu đi lên lôi đài, người đầu tiên lên sân ở bên HG cũng là thượng vị giả phát vĩnh sáng. Ván đầu tiên của hai bên đều phái ra thượng vị giả, xem ra đều muốn sớm kết thúc trận chiến. Sau khi hai người ra sân cũng không nói chuyện quá nhiều, trực tiếp ra tay, lúc này Giang Khải đang đứng ở rìa chiến trường, không chớp mắt nhìn hai người giao chiến ngay từ đầu hai người đồng thời mở ra thiên phú thức tỉnh sau lưng hai bên đều hiện ra một hư ảnh bóng người màu vàng ống cực lớn nhưng khác với long tinh và đường thái ngưng hư ảnh của bọn họ cũng không lập tức biến mất mà dừng ở sau lưng bọn họ theo hư ảnh xuất hiện thuộc tính của hai người tăng lên trên diện rộng đồng thời quanh người bột phát ra ánh sáng vàng hai con ngươi cũng tản ra ánh sáng vàng vô cùng uy nghiêm bán thần đây chính là bán thần, hư ảnh sau lưng bọn họ có phải cũng là dáng vẻ kiếp trước của bọn họ không? Thật sự là thần minh, đệt mợ thuộc tính của hai người này quá kinh khủng, đoán chừng cũng vượt qua cấp ngàn vạn, phát vĩnh sáng là kiếm khách siêu phàm bát giai, dùng kiếm, hơn nữa bọn họ sử dụng kiếm càng gần với kiếm hoa hạ hơn kiếm khách đảo quốc. Từng có một ý kiến, thật ra kiếm khách HG chỉ được coi là một chi nhánh nhỏ trong võ đồ hoa hạ, đương nhiên người chơi HG không thể đồng ý với ý kiến này, bọn họ vẫn cho rằng xếp hạng kiếm khách của bọn họ nên cao hơn. Vũ Hầu dùng một cây trường thương dài khoảng 2 mét. Đôi bên chuyển đổi công thủ cực nhanh, phản ứng trong trận chiến cũng rất dọa người, chân khí của Vũ Hầu và chân khí của Phát Vĩnh Sáng va chạm, liên tục phát ra tự bạo. Nhưng hình như thực lực của Vũ Hầu mạnh hơn Phát Vĩnh Sáng rất nhiều, Giang Khải suy đoán sau khi thức tỉnh thuộc tính của Vũ Hầu chắc khoảng 100 triệu, còn Phát Vĩnh Sáng có lẽ chỉ có 50 triệu. Thuộc tính trên lệch gấp đôi, trình độ thức tỉnh của Vũ Hầu cũng cao hơn, dù là kỹ xảo chiến đấu, cường độ kỹ năng hay là phản ứng tại chỗ dần kéo ra sự chênh lệch với phát vĩnh sáng. Sau khi qua giai đoạn thăm dò ban đầu, Vũ Hầu rõ ràng áp chế phát vĩnh sáng. Toái hoa thương Hoành tảo thiên quân Đầu tiên Vũ Hầu dùng trường thương đâm tới, ép ra sơ hở của phát vĩnh sáng, sau đó trường thương quét qua, một đạo chân khí quét ngang ra. Cho dù phát vĩnh sáng tránh đi phần lớn lực lượng, nhưng bên eo vẫn bị cào đến máu thịt be bét. Thương khí của hoành tảo thiên quân đánh về phía ngọn núi xa, trong chốc lát một ngọn núi thấp hai ba trăm mét bị đánh đến mức sườn núi thiếu một mảng lớn. Người quan chiến đứng trên ngọn núi kia phát ra tiếng kêu rên, đương nhiên, cũng không có ai để ý đến tình huống bên đó, trận chiến đầu tiên của Hoa Hạ và Hát Dê đã phân ra thắng bại, trường thương của Vũ Hầu đâm nghiêng, mũi thương đã chỉ vào trước mặt Phát Vĩnh Sáng ngã xuống đất không dậy nổi, cao ngạo nhìn Phát Vĩnh Sáng, Ánh mắt lạnh nhạt, không hề nghi ngờ trận chiến này đã kết thúc. Lúc này đông đảo quần chúng mới tỉnh táo lại. Trời ạ, à, quá mạnh, thuộc tính của hai người đều vượt qua cấp ngàn vạn, tốc độ quá nhanh, nhanh như vậy đã kết thúc trận đấu. Đúng là bán thần, thuộc tính của ta mới mười mấy vạn. Ở trước mặt bọn họ, chút thuộc tính ấy của ta còn không nhiều bằng số lẻ của bọn họ. Giang Khải đang quan chiến hơi nhíu mày. Về mặt thuộc tính mình thấp hơn vũ hầu một chút ở phương diện kỹ năng chiến đấu công kích của vũ hầu càng bá đạo hơn lực áp chế cực mạnh nhưng so sánh với tam kiếm tiên sinh mà hắn được thấy có vẻ còn kém rất nhiều kiếm phát của tam kiếm tiên sinh có thể nhu có thể cương lúc nhu như nước chảy mây trôi như là thiên xứng lúc cương uy lực một kiếm khai thiên tích địa còn có sự khống chế của tam kiếm tiên sinh với lực lượng một phát vượt xa vũ hầu có thể khống chế sức mạnh ngậm mà không phát có thể khống chế sức mạnh bộc phát trong chớp mắt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha